Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, chúng ta hãy giới thiệu về nhau. À, em giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. À, em tên là Thanh Mai, năm nay em 24 tuổi, hiện là giám sát viên tại khu vui chơi trẻ em. Quê mình ở đâu? Dạ, nói về quê hương thì nó hơi dài dòng đó thôi. À, ba em là người Hà Nam, mẹ em là người Hà Tĩnh và em sinh ra và lớn lên ở Rạch Giá, Kiên Giang. Hiện em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tự nhiên, Hà Giang, Hà Tĩnh, mình tưởng đâu là ở Hà Nội, tự nhiên sao xuống tới Rạch Giá, Kiên Giang. Hai đầu nỗi nhớ. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Văn Minh Tuấn, năm nay 28 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Tên của em thì hợp lại chứ, thứ nhất là Văn là Văn Võ, Minh là Thông Minh, còn Tuấn là Tuấn Tú. Đó là kết hợp giữa ba cái đó rồi và cái tên của em. Văn Võ Thông Minh Tuấn Tú. Ủa mà đó là cái tên thôi, rồi còn cái người của bạn có giống như cái tên không? Nó cũng được 80 đó chị Cát Tường ơi. Vậy là quá tốt rồi. Dạ. Tự tin quá. Tự tin tốt em, kệ. Hai đối tượng giới thiệu đều sốc hết. Bạn đi làm du lịch được bao nhiêu năm rồi? Dạ năm nay là năm thứ 6 ạ. Đi nhiều như vậy không lẽ mình không tìm được đối tượng cho mình ạ? Dạ tại vì đôi khi mình đi làm quá nhiều đam mê công việc thì khi mà quay lại là bây giờ là mình đã 28 tuổi rồi. Nếu mà lấy vợ về thì mình ở đâu? Không có điều kiện thì mình sẽ mướn phòng trọ, còn có điều kiện thì mua chung cư. Đó, đó là tương lai bạn ấy đang hướng tới đây. Phấn đấu như bao lâu nữa thì mình có thể ở được chung cư? Dạ muốn từ tuần sau cũng được, có gì đâu. Ôi ghê vậy. Sốc nha. Dạ. Như bao lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Tuần sau cũng được. Dạ không, đó là hơi gấp, mình làm không kịp. À, em muốn hỏi là anh quan niệm thế nào về tình yêu, hôn nhân và gia đình? Có vợ thì phải lo cho vợ, có con phải lo cho con. Dạ em được biết là hướng dẫn viên du lịch thì đi rất là nhiều. Chắc cũng anh cũng đa tình dữ lắm phải không anh? Ai cũng nói thứ nhất là hướng dẫn viên du lịch, thứ hai nữa là tài xế. Có nhiều vợ, nhiều người bạn gái, nhưng thật sự ra khi mà lâm vào cái nghề của mình rồi mới biết được không bao giờ như vậy. Trời, cái nghề mà ông dùng từ lâm vào nghe thấy ghê. Nếu mà anh lấy vợ về thì có ở chung với ba mẹ không hay là ở riêng? Tất nhiên là phải ở rồi, tại vì gia đình chỉ có một mình anh thôi. Anh là con một? Không, với một đứa em gái nữa, như anh mà là con trai. À, con trai một. Đúng rồi. Chắc con cưng dữ lắm ha. Không có cưng gì lắm, cũng vừa vừa thôi. Nãy giờ toàn em hỏi thôi mà anh không hỏi em gì hết trơn vậy? Anh cho em hỏi mà em cho ưu tiên cho phụ nữ. Rồi giờ tới anh hỏi, hỏi đi. Anh thì rất là đơn giản, không có gì phải hỏi hết. Ủa vậy là không muốn hỏi phải không? Không phải là không muốn hỏi nhưng mất cơ hội đáng chịu. Bạn trai bạn mong muốn một cái người phụ nữ đi suốt với mình cả một chặng đường dài là người như thế nào? Nấu ăn thì em thua. Rồi, em tìm phụ nữ biết nấu ăn. Dạ em thích nấu ăn, không biết là có ngon hay không nhưng mà nói chung là nấu ăn cũng được. Vậy là được. Nói chung ăn là được rồi. Thứ hai nữa lo cho gia đình, dễ nhìn chút là được rồi. Dễ nhìn là dễ nhìn sao? Có nghĩa là không xấu cũng không đẹp, trung bình. Chung chung quá khó quá. Trắng cao thì phải từ 1m55 là được rồi. Bạn không thích điều gì người phụ nữ? Tám nhiều quá. Tại vì em cũng nói nhiều quá rồi mà. Đúng rồi, em cũng sợ lắm. Tám nữa thì hai đứa tám sáng đêm không ngủ. Bây giờ bạn muốn tìm ra mẫu người bạn trai là người như thế nào? Dạ, vui vẻ, hòa đồng, khéo léo trong cách cư xử với mọi người xung quanh. Bạn trai đó là con một, nếu bây giờ phải làm dâu thì bạn đồng ý không? Cũng không thành vấn đề, miễn sao anh khéo léo trong cách cư xử giữa nàng dâu và mẹ chồng là được. Bạn không thích điểm gì ở người bạn trai? Nhậu nhẹt bê tha, bỏ bê gia đình. Chắc không có đâu. Này chắc bỏ chị. Có nhậu không bạn? Dạ cũng có, nói chung là xã giao là phải có, nhưng mà ý là đúng chừng mực rồi thôi. Nhưng cái bỏ bê gia đình, làm du lịch là phải bỏ bê gia đình đúng không? Dạ đúng rồi, đôi khi một tháng thì đi suốt luôn, có khi là chỉ có về thí dụ như 8 giờ về tới thành phố Hồ Chí Minh. Rồi trả khách xong về tới nhà là chỉ ở nhà được tiếng 2 tiếng đồng hồ. Đúng sau rồi, đó đi rồi. Đây đi cái rồi. Này là hơi bị bỏ bê gia đình đó. Cũng thông cảm hiểu cho nhau được mà. Dạ đúng rồi chị Cát Tường. Đúng không? Dạ. Trời có đúng đồng tiền rồi đó ha. Không, cho ông chị á. Đúng rồi, mấy người có đúng đồng tiền là đẹp. À cũng dễ thương. Đúng rồi, dễ dạ. Thương. Có tật xấu gì không? Dạ không, em có tật xấu gì hết đó. Nhưng mà có khuyết điểm là khi mà đi làm về là phải nằm nghỉ ngơi từ 5 đến 10 phút đừng em cuối này. Vợ người ta ra người ta tiếp rước rồi người ta nói chuyện cả ngày, người ta cũng nhớ nhung người tự nhiên không làm phiền là sao? Thì tới đó mới biết được chứ còn giờ em là cái tính em là phải vậy. Chứ vợ ra đứng ở cửa ôm mà hung. Tại chị nó bây giờ em chưa có vợ đâu có biết đâu, thì tới hoàn cảnh đó em mới biết xử lý như thế nào. À, dạ. Nói vậy chứ lúc đó khoái thấy mồ luôn, giặt xạo xạo để hỏi các coi cái tiêu chuẩn về ngoại hình sao? Đừng có bụng bự, đừng có bụng phại. Có gì đâu mà cười dữ vậy? Không có vậy. Ừ, hóp vô đâu có. Dạ đúng rồi. Sao? Được. Dạ, dạ anh Nguyễn Linh. Lanh lắm, bên đây cũng lanh lắm, hai người cùng lanh nhau.
Làm gì không thích bụng phệ, bụng bự? Bụng bự thì cũng được nhưng mà đừng có bự quá. Ví dụ như em ôm không hết vòng tay vậy chẳng hạn. Bạn ở đây đi suốt như vậy em có sợ về hai vợ chồng nhau rồi mạnh người nào nó đi rồi bỏ gia đình nhỏ ai lo không? Dạ có, tại vì em cũng hay tuổi thân lắm, đi mà bỏ em là em hay khóc lắm. Thí dụ bây giờ lấy nhau về đó, mình có chịu hy sinh, ví dụ như chồng không chịu bỏ nghề, em có chịu hy sinh bỏ nghề không? Em là người rất là quan trọng gia đình, nhưng mà công việc của em thì cũng không thể bỏ. Đó là quan điểm, đó là cá tính. Nếu như bây giờ hai người cùng làm việc với nhau, đi bỏ gia đình để bỏ con vậy, cuối cùng ai sẽ là người hy sinh để bỏ công việc về với gia đình? Chắc em. Anh can đảm mà, đàn ông mà hy sinh tí đâu có gì đâu. Chưa tưởng lúc đây. Lúc đó thì vợ mới thương mình nhiều hơn. Ủa rồi bạn có chịu lấy một người chồng mà ở nhà coi nội trợ bếp núc coi con để bạn đi làm không? Dạ không. Vậy chứ giờ sao? Nếu mà xếp giữa sự nghiệp gia đình thì em muốn người đàn ông của em chọn sự nghiệp. Rồi em cũng chọn sự nghiệp, vậy ai lo gia đình? Đối với em thì gia đình cũng rất là quan trọng. Đừng bắt em bỏ công việc của em vậy là được. Vậy là mình phải cố gắng cả hai đúng không? Dạ. Chứ không ai bỏ công việc hết đúng không? Dạ chắc chắn. Rồi tốt. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ có, mẹ với ngoại với bạn của em. Dạ chào cô. Chào Quỳnh Liên, chào Cát Tường. Mai là người của gia đình, Mai nói thế thôi. Nhưng mà công việc và gia đình thì Mai luôn sắp xếp hài hòa. Bạn trai bên này thì cũng xứng với Mai. Cô mong là hai đứa sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ cảm ơn cô. Dạ cái bạn này. Trai mình có đi với người thân không? Dạ có, chị em ạ. Dạ em xin chào anh Hương Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Con gái bên đây là rất là xinh. Nói chung là cũng hơi lanh. Nhưng mà lanh thì mới trị được em của chị. Tại vì nó hơi lì đó. Nó lì lắm. Chị là chết rồi. Bị bán, chị bị chị bán đứng rồi. Còn gì nữa rồi, không em? Ở quê á, không may là cha mất sớm nên chỉ còn có một mình mẹ. Sau này mà nếu tiến xa hơn gặp gia đình á, thì mong muốn của ở nhà là muốn con dâu ở với mẹ để chăm sóc cho mẹ sớm chiều, nhà cửa thì rộng thênh thang nhưng ra trước ra sau chỉ có một mình thôi. Chị cũng mong muốn điều đó nhưng mà cũng mong là em với Tuấn là sẽ thành. Nó cũng lớn tuổi rồi. Rồi cảm ơn các thành viên gia đình. Bây giờ thì các bạn sẽ có thời gian 2 phút trò chuyện với nhau. Kéo màn. Chào em. Chào anh. Quá là xinh đẹp. Hơn là mức anh tưởng. Ủa anh tưởng tượng thì cỡ nào? Cỡ chị Cát Tường. Ý nói là hơn á. Rồi mình tính hẹn hò sao đây? Đám cưới tới sao để mấy con tiền bạc tính sao? Tiền bạc thì chắc vợ giữ, còn con thì nếu mà con chung thì chia sẻ nhau. Chứ không lẽ con riêng. Để con trai gái gì đó mấy đứa thì bàn luôn đi. Dạ nếu chung là nhà em hơi vắng thì để anh chụp cũng được. Nuôi nổi không anh? Trời dư sức, nếu mà nuôi không nổi thì chia. Ví dụ như để một chục thì chia 5 đứa về ngoại, 5 đứa về nội. Trời gì giống như... Trời cái này là... Vậy? Con anh đẻ ra anh phải nuôi chứ. Anh không có đẻ, em đẻ. Chưa bán trách nhiệm rồi. Chị nói đúng ghê luôn. Nói chung là anh nhìn em là anh cũng có cảm tình tí. Thì nói chung là được thì em hãy về đổi với anh. Đổi làm gì? Dạ thì về chung một mái nhà. Thôi hết thời gian. Để tay nút bấm đi bạn. Và chúng ta đưa ra quyết định. Quyết định thật với trái tim của mình nha. Bấm nút là một điều hết sức là thiêng liêng. Chứ tôi không thấy nói chơi như nãy giờ được nha. Nào chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Dạ em nghĩ là chắc anh sẽ không có thời gian quan tâm em, còn em thì cần một người quan tâm nhiều hơn. Đúng. Tôi mong rằng các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương mình, bởi vì trai tài gái sắc mà, người nào cũng dễ thương cả. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.